Nó không có sự đấu tranh, nó có cái sự mình nói làm sao hoàn hảo giữa hai cái văn hóa đó. Đó, Hùng nghĩ như thế. Có một thời gian thì Hùng có cái cảm giác như Hùng ngồi giữa hai cái ghế đấy, thì nó không được hay lắm. Nhưng mà với thời gian, với tuổi thì mình giải quyết được cái chuyện đó. Đấy, thì Hùng là phải chấp nhận Hùng là như thế. Đó, Hùng nó giữa hai cái văn hóa mà đến bây giờ thì Hùng nghĩ là Hùng không phải ở giữa hai cái văn hóa nữa, mà Hùng giữa rất là nhiều cái văn hóa. Đó là vì mình đó, mình rất rất là thích văn hóa của Nhật, mình rất là thích phim của Mỹ, mình rất đó, nó coi như là Hùng là người của khắp nơi. Đấy thì cái quan trọng đó là nó thật sự nó không có liên quan tới tới cái những cái người nhìn nhìn vào Hùng nữa, mà chính là cái cảm xúc của Hùng như thế nào. Đó, những cái mái tóc đen dài như thế đó, nó tạo cái gì, cái cảm xúc gì cho Hùng khi mà Hùng về đây. Đó, cái đó là cái quan trọng, cái quan trọng nhất đấy. Thì cái đó là cái mà đó, nó làm cho mình vui, nó làm cho mình phấn khởi trong trong đời sống của mình. Thì cái đó là cái quan trọng nhất. Còn cái mà người ta nghĩ mình là ai, nó thực cực kỳ là không quan trọng đấy. Còn nếu mà Hùng thường người ta ở bên Pháp, người ta cũng hỏi Hùng, Hùng nghĩ Hùng là người Hùng nghĩ Hùng là người Việt hay là người Việt hay là người Pháp, thì Hùng nói bây giờ nếu mà anh chửi tôi bằng tiếng Pháp thì không sao, mà nếu anh chửi tôi bằng tiếng Việt tôi sẽ giết anh đấy. Thì đó là cái câu trả lời của Hùng. Chuyện như này nó rất là buồn cười. Yên Khê thì Hùng chỉ có bắt chước Yên Khê thôi. Tuy nhiên là Yên Khê tập yoga, thì Yên Khê bảo Hùng phải tập, thì Hùng cũng tập yoga chẳng hạn thế. Thì khi mà lần đầu tiên tập yoga với Yên Khê, Yên Khê bày cho Hùng thở. Thì cái thở của yoga là mình hít ở mũi và mình thở ra ở mũi. Thì khi mà Hùng bắt đầu tập thì Hùng thấy, Hùng phát hiện ra là Hùng không thở. Hùng sống mà Hùng không thở. Tuy nhiên là Hùng đã giữ cái hơi thở của Hùng. Thì Hùng có cái cảm giác là cái này nó xuất phát từ cái chuyện là Hùng đã bỏ Việt Nam đi Pháp. Đó, và từ cái lúc đó giống như là Hùng treo cái hơi thở của Hùng. Đấy, thì Hùng không có thở được tốt. Và khi mà Hùng tập thở nó rất là khó. Đó, sau này Yên Khê lại tập chi công đó, khí công. Thì khí công lại hít vào mũi thở ra ở miệng, thì Hùng thấy nó rất là khó. Mình đã tập hít ở mũi thở ra mũi thì tập được rồi, bây giờ tập như thế này. Và gần đây đó thì Hùng lại đi tập tập bơi, là vì Hùng không biết bơi. Đó, tập bơi thì người ta lại dạy là hít ở mồm và thở ra ở mũi, nó lại ngược lại nữa. Thành ra tất cả những cái đó rất là khó, nó liên quan tới hơi thở, nó liên quan tới cái khí của mình. Đấy. Thì cái đó Hùng ấy mới hiểu là nó liên quan tới cái chuyện là Hùng có một lúc nào đó Hùng đi khỏi Việt Nam, Hùng qua Pháp là Hùng không thở nữa. Đấy. Người ta thường nói với Hùng tại sao Hùng nói được tiếng Việt. Hùng vẫn nói là Hùng không có cố thế nào cả. Nó tự nhiên như thế, là vì mình thích thì mình nói thế thôi. Đó. Đó, mình thích thì mình làm sao để cho người ta hiểu mình qua tiếng Việt nữa. Đấy thì Hùng không tất cả những cái chuyện đó nó rất là tự nhiên. Tất cả những cái gì mà đó bạn bè gửi cho mình thì mình đọc. Đó thì Hùng đọc chậm lắm. Mà cái thói quen này là một cái thói quen rất là hay. Ngay cả khi là vì khi Hùng qua Pháp thì Hùng chưa biết tiếng Pháp. Thì khi mà Hùng bắt đầu học tiếng Pháp thì Hùng đọc rất là chậm. Đó. Và ngay bây giờ Hùng đọc chậm lắm. Một quyển sách nếu mà một ai đó đọc thì họ sẽ đọc trong một tuần, thì Hùng sẽ đọc trong một tháng. Đó, chẳng hạn thế. Đấy thì là vì Hùng thấy mình đọc chậm nó hay lắm. Đó, nó hay lắm. Đó, tại là vì mình sẽ thế thưởng thức được cái câu văn. Đó, mình không có theo đuổi cái câu chuyện đó. Đấy, thì mình sẽ thưởng thức từng giai đoạn mà từng chữ một. Đó thì Hùng rất là thích đọc chậm. Trong một cái phim mình làm thì nó có tất cả những cái gì mà mình thích đó. Đấy. Thì một là nó rất là rõ, hai là nó mờ mờ. Đấy, thì đã ở trong phim của Hùng là nó như thế. Đấy thì chẳng hạn như nó có một cái cảnh rất là buồn cười là nó là một cái chi tiết hoàn toàn là Việt Nam ở trong đó.
là cái cảnh mà lột da của chân gà đấy. Đáng lẽ ở bên Pháp đó thì là người ta thui, sau này người ta mới lột da. Thì Hùng lại không thích cái chuyện đó, là vì Hùng thấy nó thì Hùng mới hỏi cái đầu bếp mà ở trường quay để mà giúp mình cho tất cả những cái cảnh cảnh về 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 nấu nướng này kia đó, thì Hùng nói đâu, thay vì mình thui thì mình nhúng vào nước nóng có được không? Thì Hùng nói tất nhiên nên làm đi như thế đó, thì nó có cái cảnh đó. Đến cái chuyện là làm tự nhiên là chuyển thể cái quyển sách đó, nhưng mà không biết như thế nào, để xem coi trong tương lai nha. Ngay bây giờ thì Hùng cũng có một cái dự án muốn làm ở Việt Nam đấy, thì Hùng cũng đang viết với một nhà văn ở Việt Nam đấy, thì một nhà văn nữ, và cái phim đó thì nó mình sẽ không thấy một bóng người đàn ông nào cả trong phim, toàn là đó là một nhóm đó, phụ nữ họ đi chơi với nhau đó, và họ sẽ chọn một cái luôn luôn chọn một cái nơi khác nhau khi mà họ gặp nhau, mỗi mỗi lần như thế là mỗi tháng một lần họ sẽ gặp nhau, họ có thể là 5 người hoặc là 10-12 người đó, và sẽ chọn một cái nơi mà họ không biết, và ở nơi đó phải có một cái bếp rất là tốt, và đầu tiên là họ sẽ đi chợ họ mua, xong là họ tới đó họ sẽ nấu, và họ không có làm thành một cái bữa ăn. Tuy nhiên mỗi người sẽ nấu một món, sau này nấu xong là họ nhào và họ ăn hết cái đó. Trong lúc đó họ sẽ trao đổi nói chuyện về đời sống, về đàn ông, về tình yêu này kia. Đấy. Vâng, Hùng muốn làm đó ở Việt Nam. Ở trên trường quay cũng là chủ đấy, là vì khi mà mình Hùng quay phim nó thì NK luôn luôn ngồi bên cạnh đó để xem cái monitor với nhau, và khi mà NK thấy một cái gì mà nó không được ở trong màn hình đấy, thì khi mà Hùng nói cut thì NK sẽ chạy vào để mà thay đổi cái này cái kia đấy, thì tuy nhiên là NK phụ trách về cái thẩm mỹ cho phim, tất cả những cái cảm giác thẩm mỹ mà mình nhìn thấy ở trên màn ảnh đó là do NK tất cả đấy, thì NK có một cái vai trò rất là quan trọng ở trong đó đấy.